Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Thiết bị Cơ khí Cường Phát xin kính chào quý khách. Lời đầu tiên, chúng tôi gửi tới quý khách hàng, quý đối tác lời cảm ơn chân thành nhất vì đã luôn tin tưởng và lựa chọn sản phẩm do chúng tôi cung cấp. Máy cày mưa xới đất, bạn của nhà nông, sẽ được Cường Phát xin giới thiệu đến bà con nông dân mọi miền Tổ quốc. Máy cày mưa là công cụ không thể thiếu giúp hỗ trợ công việc làm đất, làm ruộng dễ dàng hơn cho bà con nông dân. Công ty chuyên cung cấp các loại máy chất lượng, đa dạng mẫu mã như máy cày bừa chạy bằng động cơ xăng hoặc động cơ dầu, máy xới đất, máy chạy đầu nổ diesel. Trong đó, máy cày bừa mini chạy động cơ xăng với các ưu điểm như gọn nhẹ, năng suất cao, thích hợp để cày bừa, đánh luống đất, xới đất, làm cỏ, phá gốc cây. Còn máy cày bừa chạy động cơ dầu có công suất hoạt động mạnh mẽ, cùng bình chứa nhiên liệu dung tích lớn, giúp quá trình làm việc của bà con nhanh chóng và hiệu quả hơn, giá thành lại rẻ so với các loại khác. Ngoài ra, máy cày bừa chạy động cơ nổ diesel với nhiều chức năng khác nhau như cày, bừa, xới tơi đất, kéo hoặc vận chuyển nông sản khi thu hoạch xong. Máy sử dụng động cơ chạy dầu, tiêu hao nhiên liệu ít và dễ dàng tìm kiếm thay thế nguyên liệu khi hết. Hỗ trợ bà con nông dân làm việc nhanh hơn với năng suất cao hơn cho mùa màng bội thu. Tất cả sản phẩm do Cường Phát cung cấp chính hãng 100%, máy vận hành êm ái, mượt mà, được bảo hành, dễ sử dụng, thuận tiện cho người nông dân. Trong quá trình sử dụng, nếu động cơ có hư hỏng hay không sử dụng được, thì công ty sẽ một đổi một trong vòng 1 năm cho quý khách hàng. Công ty chúng tôi là một trong những nơi cung cấp máy nông nghiệp và máy xây dựng chất lượng và uy tín nhất. Cường Phát chắc chắn sẽ chinh phục tối đa sự hài lòng của khách hàng. Khi có nhu cầu lựa chọn cho mình những sản phẩm máy cày bừa chất lượng, giá thành cạnh tranh, mời quý khách hàng liên hệ với Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Thiết bị Cơ khí Cường Phát qua số hotline 0988 864068, 0906 280629 hoặc truy cập vào trang web maycườngphat696.com để biết thêm thông tin chi tiết. Địa chỉ số 696 Quang Trung, Ba La, Hà Đông, Hà Nội. Trân trọng cảm ơn.